Thưa quý vị, ngày 19 tháng 7, Trung tâm Khuyến Nông và Tư vấn Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh phối hợp với công ty Buratot Grand Play Việt Nam hỗ trợ hơn 3.400 cây giống ca cao cho 13 hộ nông dân trên địa bàn huyện Mỏ Cài Bắc. Trong đợt hỗ trợ này, công ty Buratot Grand Play Việt Nam đã trao tặng 20.000 giống cây ca cao trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Trong đó, tại huyện Mỏ cày Bắc, Công ty đã hỗ trợ cây giống cho 13 hộ nông dân có nhu cầu trồng ca cao sen dường dừa tại hai xã Thành Ngãi và Phước Mỹ Trung với tổng số hơn 3.400 cây. Tổng cây cây ca cao ở trong cái vườn dừa mà sen này thì hiện tại so hiện tại bây giờ là cái nó lợi nhuận không 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 thu dừa. Cho nên chú cũng vận động bà con là ngày coi như đăng ký với cộng cái là cũng rất là cảm ơn công ty. Công ty đã hỗ trợ cho cái cô bác mình một phần để mà cô bác mình trồng để có cái thu nhập thêm. Năm 2023, được sự phối hợp của công ty Piratos Great Place về giống cây trồng cho nông dân ở đi bàn huyện Dòng Trơm, Mỏ Kệ Bắc và Cho Thành, Trung tâm Khuyến Nông và Tư vấn Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh, đã phối hợp với công ty khảo sát dùng trồng. Sau khi hỗ trợ cây giống, Trung tâm sẽ tổ chức tập huấn cho nông dân để đảm bảo tỷ lệ sống của cây. Đồng thời, công ty Piratos Rainplace muốn xây dựng dùng nguyên liệu ca cao tại tỉnh Bến Tre nhằm mở rộng diện tích để đáp ứng nhu cầu chế biến ca cao của công ty và diệt trồng cây ca cao trong vườn dừa, dự, góp phần tăng thu nhập cho người nông dân. Trung tâm khuyến Nông Bến Tre được Sở Nông nghiệp giao phụ trách cái chủ cây ca cao trên địa bàn toàn tỉnh. Trong thời gian tới, thì Trung tâm Nông và Thủy dân Nông nghiệp Bến Tre sẽ phối hợp tốt với công ty Phú Thương Lai và một số công ty khác trong tình chủ khe cao để mở rộng diện tích theo nhu cầu của bà con nông dân tại các địa bàn có điều kiện như châu thành, mông bắc, một phần của chợ lách về dòng trơm để tăng thu nhập cải thiện cuộc sống người dân trong vùng dừa và toàn bộ cái người nông dân tham gia dự án đều được công ty là bao tiêu thu mua sản phẩm. Việc hỗ trợ giống cây ca cao cho người dân là hoạt động thiết thực, góp phần phát triển bền vững dùng trồng cây ca cao tại Việt Nam. Ngoài ra, còn mang lại nguồn thu nhập cho nông dân và góp phần phát triển kinh tế địa phương.